bàn khoảng 2,5-3 triệu thì anh bàn thì mắc quá. Đầu má đúng là ít 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 người chơi rồi, đầu mẹ 5 pin liền. 4 pin trả quả. Anh Tuấn 2 kìa. Tỏi gì? Là cánh miết. Nhiều lắm. Nếu ta đi có 200 ông ơi. Vậy mày gắn thêm hot ra đi. Nếu ta đi có 200 mà. Đó. Nếu ta đi 200. Đập cưới em ở Cần Thơ. Ghế sao, ghế sao. Ngoài B kìa, ngoài B kìa, đang kê em nè. Ngoài B á, ngoài B á. Ra ép ra. Ừ. Gì đó lên. Lão là 2,1 quá. Ờ, thế là các bạn 2,1 ở quê vậy được rồi. Cái vậy? Má anh Tuấn cười với vợ ổng mà ổng cười vãi lồn quá. Cười bắn cho hết sót luôn kìa. 2,1 được không? Ừ, không có gì khỏi suy nghĩ cho nó bệnh thôi. Kìa đi Nghĩa, coi là quen Nghĩa. Còn á, thích thêm món tráng miệng nữa thì thêm. Nghe đây cho Nghĩa nó chết chơi. Không sợ chị má đi tí chứ. Cần thiết mày đặt ra tôm nữa. Ngoài Long A giờ 22 chiếc chết. Cứu gì mà cứu, đi đồ ăn một mình mới mà cứu cùng khỉ. Chết đây. Đó rồi. Hả? Chừng chưa? Ủa mà nãy có mấy món gì rồi? Có gà chưa? Không hỏi gà đi. Lầu cái tự sát kìa. Bắt bò không? Bắt bò không? Lầu hải sản không? Lầu sức đi cá. Lầu hải. Hay quá. Hay quá, qua ăn vậy á. Không, ta sạch chi? Ta đứng đây nó mưng nghệ thuật nè. Cầu thang kìa. Đi mẹ nó yếu rồi. Cầu thang một ngoài, thang luôn, một ngoài một cầu thang một B. Ủa em chỉ còn cháu thôi luôn. Chúi. Mẹ mày kia con cặc người kia đó mày. Hai thằng yếu rồi đó. Một hai một ba rồi đó. Đó ý. Ra đi Nghĩa. Giết cái thằng cục 2 đi. Giết cái thằng cục 2 đi. Rồi thằng trên cầu thang kìa. Đừng bắn thôi. Nãy giờ không tập trung được chứ. Thay bị xuống. Má bắn nó thằng lồn kìa, cuối cùng nó hết sót rồi, nhịp tới cặt chứ. Có tôm thì mình nó còn chết đúng không? Ừ. Thì mày giảm cái món khai vị của Long đi. Mình gọi gì thôi. Gọi hải sản, cái tôm.
Dạ. Vậy mày giảm cái gọi xuống là mày thêm món tôm nữa được rồi, lên khoảng 2 triệu 2 á. Ra nữa nè. Giảm cái sắp đi ca. Ơi sao tôi chết vậy? Sao chưa? Chạy qua rồi mà. À. Ai vậy? Mày đó. Mày đó nghĩa. À, đâu. Có bữa đó mình to lăng xem không ăn gì đâu. Một hit, 5 tiết thằng sư phụ 5 tiết. Đủ mẹ. Đi thẳng ra mà giết thằng bi bom một chỗ dùng xanh ấy. Trong bom ấy, giết cái thằng trong bom đi, giết cái thằng trong bom, vô trong bom đi. Dạ. Oh man. Lẩu. Đặt cái món nhẹ nhẹ không à. Ta đi nhậu nhiều. Giờ heo quay giờ ngon anh. Ngon. Chim chi, ăn chim chi ngon. Giờ heo muối chim giòn. Ăn tiền nha. Sợ không ai ăn được cái giò heo ngắt. Tuấn dạ. Ra. Đi ra. Chờ mẹ để cái giò heo quay vòng á. Để cái giò heo quay vòng thường nhất miếng. Trời ơi. Đủ mà. Bó tay kìa. Ừ. Chiều nghĩa nó bắn ghê lắm mà, giờ nó gà dữ ra. Ờ. Cái bom này bắt cục gái một tiếng Anh hả? Thằng trường 10B. CT kìa. CT vào trong A. Kìa anh sang. Phi thẳng ra luôn. Đây là ở A, Long A cơ mà. Long B1. Tốt. À. Bắt bò. Ngoài Long A cơ mà. Ê, ba thùng dầu kìa. Ba thùng dầu. A2. Nó chạy đó, nó bắn mình đó. Gì vậy? Lấy ra cho nó bắn tao. Còn nó kìa, anh có cứu phi ra sao đi. Vậy mà mới sạc. Rút đi một thằng ngoài Long B. Thế là ngoài Long B, chỗ đứng CT.